Hạ Thanh Xuân và Quang Lê nói về chuyện có con. Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau đoạn clip ghi lại màn gặp gỡ trò chuyện giữa Hạ Thanh Xuân và Quang Lê. Trong đoạn clip, Quang Lê và Hạ Thanh Xuân cùng đi dạo với nhau. Trong cuộc trò chuyện, Quang Lê bất ngờ nói, mai mốt mình có con, mình sẽ đặt chữ Hà. Mai mốt mình có con hả anh? Con anh hay con em? Hạ Thanh Xuân hỏi lại nam ca sĩ, con của hai đứa mình, Quang Lê đáp lại. Nghe thấy vậy, Hà Thanh Xuân lộ rõ vẻ khoái chí, cô cười lớn rồi nắm cánh tay ca sĩ Quang Lê. Đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội, lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dẫu biết rằng Quang Lê và Hà Thanh Xuân chỉ ngẫu hứng trêu đùa nhau, nhưng dân mạng vẫn dần dần đẩy thuyền cặp đôi này. Trước đó vào tháng 9 năm 2023, Hà Thanh Xuân chính thức lên tiếng thông báo về việc đã chia tay với chồng là vua cá coi Thắng Ngô sau hơn một năm kết hôn. Tiếp đó, hồi cuối tháng 3 năm 2024, thông tin Hà Thanh Xuân và Quang Lê sắp làm đám cưới bất ngờ rộ lên khiến nhiều người bàn tán. Nguyên nhân xuất phát từ hình ảnh Hà Thanh Xuân, tóc búi cao, mặc váy trắng, bên cạnh là Quang Lê diện vest chỉnh tề. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác. Theo đó, ngày 27 tháng 3 vừa qua, quản lý Quang Lê phủ nhận lời đồn thổi trên mạng. Người quản lý này cũng cho biết Quang Lê phản ứng khá bình thường và không để tâm nhiều. Bên cạnh đó, Hà Thanh Xuân cũng từng có bài viết đính chính về mối quan hệ của cả hai. Nữ ca sĩ khẳng định cô và Quang Lê hiện tại chỉ là anh em đồng nghiệp. Dẫu vậy, cặp đôi vẫn liên tục để lộ những cử chỉ tình tứ ngọt ngào dành cho nhau, khiến dân tình liên tục đẩy thuyền. Lý do thật sự khiến bố vua cá coi không dự đám cưới của con trai và Hà Thanh Xuân, mẹ cúi mặt khóc nấc. Đầu tháng 5 vừa qua, vua cá coi Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân tổ chức hôn lễ sau 2 năm hẹn hò. Cặp đôi mới đầu được rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng về sau lại bị chỉ trích, trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Nguyên nhân vì nghi vấn vua cá coi phụ bạc vợ cũ để đến với giọng ca hải ngoại. Trong những đồn thổi trên mạng, đáng chú ý phải kể đến việc bố mẹ của Thắng Ngô được cho là không mấy vui vẻ khi con trai tái hôn. Bằng chứng là trong hôn lễ, bố chú rể vắng mặt còn mẹ anh lại có thái độ rất lạ. Bà hất tay khi con trai cầm lấy tay mình trước mặt mọi người, lại vừa đi vừa khóc nức nở. Thậm chí vị đại gia đã phải lau nước mắt an ủi mẹ ngay giữa hôn trường. Trước những lời đồn đoán của dân mạng, vua cá coi lẫn Hà Thanh Xuân một mực giữ im lặng. Mãi đến trưa ngày 24 tháng 5, chia sẻ của Thắng Ngô mới phần nào giải đáp chuyện này. Anh đăng hình cùng Hà Thanh Xuân vào viện thăm bố ruột, đính kèm dòng chú thích. Ba hôn mê nửa năm rồi nhưng vẫn không gục ngã, để cho hai đứa con được thuận lợi làm đám cưới. Trong đám cưới của chúng con, khi nhắc đến ba, mẹ đã khóc. Con khóc, vợ con cảm ơn ba nhiều lắm. Đến đây thì nguồn cơn sự việc cũng được sáng tỏ, hóa ra mẹ vua cá coi khóc không phải vì tủi thân, hờn dỗi con trai, mà vì nhớ chồng, nghĩ đến tình cảnh của ông trong viện. Trong khi đó, bố ruột chú rể không tham gia là vì bạo bệnh, chứ không phải là phản đối, không muốn đến nhìn mặt. Vua cá coi hơn Hà Thanh Xuân 13 tuổi, có sự khác biệt về ngoại hình. Cặp đôi được giới thiệu quen nhau vào hồi tháng 4 năm 2021, sau khi vị đại gia ly hôn. Tuy nhiên mãi đến tháng 3 năm 2022, cả hai mới lần đầu gặp mặt. Một năm sau, Thắng Ngô cầu hôn Hà Thanh Xuân và nhận được cái gật đầu. Đến ngày 2 tháng 5 năm 2022, họ tổ chức đám cưới trong sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thiết. Xuyên suốt buổi lễ, Thắng Ngô dành nhiều từ ngữ ngọt ngào khi nói về Hà Thanh Xuân, thể hiện tình yêu nồng nhiệt dành cho cô. Quang Lê cưới nữ hoàng Bolero nóng bỏng ở Mỹ, sự thật bất ngờ. Thời gian qua, thông tin ca sĩ Quang Lê sắp cưới nữ hoàng Bolero Hà Thanh Xuân nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Quang Lê xuất hiện trong nhiều video của Hà Thanh Xuân và dành cho cô tình cảm đặc biệt. Cả hai đã quen nhau từ lâu. Nữ ca sĩ xem Quang Lê là người anh, người tri kỷ, là người đã giúp đỡ cô suốt thời gian ở Việt Nam. Trước thông tin sắp về chung một nhà, Quang Lê và Hà Thanh Xuân nhiều lần úp mở. Thực ra bị gọi là vợ sắp cưới của Quang Lê khiến tôi rất vui vì tôi cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà khán giả dành cho hai đứa. Hà Thanh Xuân chia sẻ, Quang Lê thì cho biết, tôi cần xác nhận luôn, Hà Thanh Xuân có thể yêu tôi trên sân khấu, còn tôi có thể yêu Hà Thanh Xuân ở ngoài đời. Mới đây, Hà Thanh Xuân và Quang Lê có dịp hội ngộ ca sĩ Đan Nguyên tại Mỹ, cả ba vui vẻ ăn uống sau 2 năm chưa gặp gỡ. Tại quán ăn, Quang Lê tình cảm đút chè cho Hà Thanh Xuân khiến Đan Nguyên phải thốt lên. Nhìn Hà Thanh Xuân được Quang Lê đút cho mà ăn với ánh mắt mơ màng luôn. Tôi mới nghe trên mạng có tin đồn Quang Lê và Hà Thanh Xuân cặp kè với nhau nên muốn biết thực hư tin đồn ra sao. Lập tức Quang Lê phủ nhận tin đồn và đổ lỗi cho trợ lý. Hai đứa chúng tôi chỉ là anh em thân thiết, không có chuyện yêu đương gì hết, không phải như tin đồn mọi người nghĩ đâu nhé. Lỗi ở đây do trợ lý của tôi. Hôm đó tôi và Hà Thanh Xuân đi chơi một chuyến với nhau tại Kiên Giang. Trợ lý của tôi quay lại rồi giật tít là Quang Lê đưa người yêu đi chơi nên mọi người hiểu lầm. Tôi và Hà Thanh Xuân là anh em trong nghề, rất thân nhau nhưng chỉ là tình đồng nghiệp, không có gì hết. Đây là lần đầu tiên ca sĩ Quang Lê lên tiếng về tin đồn sắp cưới Hà Thanh Xuân. Nhiều fan tỏ ra tiếc nuối vì hy vọng của họ bấy lâu nay không thành hiện thực. Song đa số vẫn tỏ ra ủng hộ cặp đôi, cho rằng Quang Lê Hà Thanh Xuân khá đẹp đôi. Về chuyện tương lai, Hà Thanh Xuân từng chia sẻ, biết mọi người ở trong nhà mùa dịch sẽ buồn. Tôi và anh Quang Lê có làm nhiều vlog chia sẻ về đời sống nghệ sĩ ở Mỹ cho cả khán giả tại quê nhà theo dõi. Còn chuyện đám cưới, nếu có tin vui tôi sẽ thông báo đến mọi người, mong rằng sẽ luôn được khán giả ủng hộ.
Hà Thanh Xuân từng đoạt giải tư tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2005. Cô sang Mỹ định cư hơn 10 năm và được yêu thích khi thể hiện dòng nhạc bolero. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với vẻ ngoài giống cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga. Sống ở Mỹ nhưng Hà Thanh Xuân luôn trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc. Cô thích diện áo dài, hóa thân phụ nữ quyền quý thời xưa. Thanh Xuân cũng tham gia diễn xuất trong các phim Anh Em Nhà Bác Sĩ, Mẹ và Con Trai cùng với các diễn viên Chi Bảo, Minh Luân và Trang Nhung. Hồi tháng 4, Quang Lê cũng bị đồn bí mật kết hôn ở tuổi 51, lập tức nam ca sĩ lên tiếng: "Tôi chỉ U40 tuổi, sao báo nào mà nói thách vậy, viết tuổi cũng sai là sao? Đám cưới con tôi, trời ạ." Theo đó, những hình ảnh Quang Lê mặc áo dài xuất hiện trong đám cưới của con trai ở Cần Thơ diễn ra vào năm 2019. Thời điểm đó, nam ca sĩ chia sẻ: "Ôi tuổi 39 cưới vợ cho con, cảm giác con gái của mình yên bề gia thất sao mà nó sung sướng vô cùng. Lần đầu tiên trải nghiệm đám cưới trên đường quê thật ngọt ngào. Buổi sáng là bà con ra xem, người trầm trồ, ồ nhà ai có ông rể quý, trà nhà ai có cô dâu hiền. Tôi trả lời nhà tôi chứ ai, cảm ơn những lời chúc tụng hai con nhà tôi, cảm ơn anh chị xui." Chú rể Nguyễn Quý là con trai nuôi của Quang Lê và nam ca sĩ tham dự hôn lễ với vai trò đại diện, thay mặt nhà trai phát biểu trước gia đình thông gia hai bên, nhắn gửi lời chúc và dặn dò đến các con. Năm 2000, khi 21 tuổi, Quang Lê kết hôn với một cô gái con nhà giàu, theo mong muốn của bố mẹ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn không lâu, cặp đôi đã chia tay. Về chuyện tình cảm hiện tại, Quang Lê cho biết, sau những mối tình ồn ào mấy năm qua, anh không yêu ai. Do tình hình dịch bệnh nên anh cũng không có nhiều show diễn. Dù ở một mình nhưng anh không có cảm giác cô đơn, anh cũng không còn thích tới những nơi đông người. Toàn bộ thời gian chỉ dành cho công việc và đi hát. Tôi đã nghĩ đến chuyện đi tu, không phải vào chùa cạo trọc đầu mới là tu. Có thể tôi tu tại gia, nhưng chuyện đó làm được không vẫn chờ cơ duyên. Hiện tại có nhiều người thích, tôi vẫn chưa đồng ý. Có cô thương rất nhiều, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn và đi chơi chung. Quang Lê tâm sự. Về mẫu bạn gái lý tưởng, Quang Lê tiết lộ thích những cô gái có vẻ đẹp mộc mạc không thẩm mỹ. Tôi ấn tượng với phụ nữ có vẻ đẹp mộc. Tôi rất sợ những người lạm dụng thẩm mỹ. Nhiều cô gái nhắn tin hẹn gặp tôi làm quen, nhưng khi gặp họ phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều, tôi mất tình cảm ngay. Trong mắt chồng, Hà Thanh Xuân là người phụ nữ thế nào mà được khẳng định là phúc phần? Hà Thanh Xuân và Vua Cá Coi Thắng Ngô đúng nghĩa là vợ chồng tình thân. Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đúng nghĩa là vợ chồng tình thâm, tay nắm tay vượt qua giông bão để đến bến bờ hạnh phúc. Hiện cả hai đang xây dựng tổ ấm bình dị và thường xuyên bày tỏ tình cảm dành cho nhau trên trang cá nhân. Mới đây, Thắng Ngô đã khoe ảnh dung mạo cực xinh đẹp của Hà Thanh Xuân cùng dòng trạng thái: "Người phụ nữ yêu công việc và luôn chăm chỉ làm việc như một con tằm." Dưới phần bình luận, một người bạn đã gửi lời chúc mừng Thắng Ngô vì cưới được vợ hiền lại đảm. "Anh thật có phúc, cưới được cô vợ xinh đẹp hát hay mà còn chăm chỉ." Đáp lại, chồng Hà Thanh Xuân tự nhận rằng: "Phúc phận anh ạ." Khi một người bạn bảo hai vợ chồng thường xuyên xa nhau sẽ khiến Vua Cá Coi buồn, anh lại khẳng định chắc nịch xa nhau để gần mãi mãi. Trước đó, Thắng Ngô liên tục thể hiện sự yêu thương dành cho vợ. Anh để hình nền điện thoại là ảnh hai vợ chồng. Nam doanh nhân còn chia sẻ link MV ca khúc mới của vợ và kêu gọi mọi người ủng hộ cho bà xã. Anh còn đích thân xuống bếp nấu món ngon để vợ đẹp thưởng thức. Sự cương triều chân quý của anh với nửa kia khiến ai cũng ngưỡng mộ. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị cả Việt Nam quay lưng với phát ngôn không thể chấp nhận được. Nữ MC kỳ cựu của hải ngoại đã có những dòng tâm sự trên trang cá nhân về sự khác biệt giữa văn hóa Việt và phương Tây. Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đăng tải trên trang cá nhân một status dài chia sẻ về quan điểm của cô về văn hóa Việt Nam ngày hôm nay. Cô chỉ ra một yếu điểm lớn của văn hóa người Việt, thói quen chỉ trích, qua câu chuyện của mình và của minh tinh Angelina Jolie. Người đẹp bày tỏ hy vọng người Việt sẽ thay đổi cách suy nghĩ riêng.